Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Trong video này Hường sẽ so sánh việc rút tiền qua PayPal và Payoneer, coi thử là cái nào sẽ lợi cho chúng ta hơn. Nếu như một cái kênh, một cái nhà cung cấp mà mình làm affiliate cho họ, mình bán sản phẩm cho họ và mình nhận hoa hồng, sau khi mà họ chuyển hoa hồng về thì mình nên rút về PayPal hay là Payoneer? Trong một số trường hợp thì có hai sự lựa chọn, cả là PayPal và Payoneer. Thì nếu mà có hai sự lựa chọn này thì các bạn nên rút cái nào? Bây giờ Hường sẽ làm một cái thao tác rút tiền về thử xem là cái phí mà PayPal lấy ít hơn hay phí của Payoneer lấy ha. Ok, Hường vừa một thử với ở trên Payoneer với 200 đô. Thì mọi người sẽ thấy đó là 1 đô ở đây được nữa đó là 22.987 đồng. Có lúc thì là được 23.100 đồng ấy. Thì các bạn đoán xem thử cái PayPal là bao nhiêu. Ok, qua PayPal bây giờ Hường sẽ rút tiền thử nha. Transfer fund. Mình chọn ngân hàng này, bấm next. Rồi bây giờ Hường thử rút hồi nãy Hường rút bên kia bao nhiêu? 200 đô đúng không? Rút tới 200 đô. Next. Mọi người thấy nè. Ở đây thì mình tốn phí là 60.000, tỷ giá của mình là 22.787 mà còn tốn thêm 60.000 nữa. Mọi người sẽ thấy đó là khi mà mình Hường rút 200 đô ấy ra được 4.557.000. Còn bên đây nếu mà Hường rút 200 đô thì được 4.597.000. Tóm lại là bên này mình rút thì mình vừa tỷ giá thấp hơn mà vừa tốn phí thêm 60.000 nữa. Đấy thì Hường mới rút có 200 đô thôi thì nó ra nó đã lợi hơn mấy chục ngàn rồi. Nếu mà Hường rút 1.000 đô hay 2.000 đô hay 10.000 đô thì như thế nào, đúng không? Nên các bạn cân nhắc, chúng ta nếu có hai sự lựa chọn, PayPal hoặc Payoneer, thì chúng ta hãy chọn Payoneer hơn, đúng không? PayPal nó là một cái ví điện tử được sử dụng rất là uy tín trên toàn cầu. Tuy nhiên là về mặt uy tín thì cả hai cái này đều uy tín, nên các bạn nên có cả hai tài khoản chứ không phải là chúng ta chỉ có Payoneer và PayPal. PayPal được sử dụng nhiều hơn Payoneer. Ok, là một cái phép so sánh nhỏ nhỏ thôi. Mời các bạn tham gia vào group Startup Top Lên và đi Affiliate Marketing này và like fanpage Startup Top Lên và đi để mình học hỏi thêm nhiều kiến thức về Affiliate Marketing, thu nhập thụ động, kiếm tiền với Affiliate Marketing trên mạng v.v. Thì trong group này Hường sẽ chia sẻ thêm nhiều hơn về Affiliate Marketing cũng như là những cái cơ hội kinh doanh. Đừng quên subscribe đến cái kênh YouTube của Hường, like hay comment một cái điều gì đó dưới video này nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.